Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Ok, thì trong tập trước chúng ta đã đi tham quan cái Abandoned Mineshaft, cái hầm mỏ đó các bạn. Và mình đã có được rất là nhiều sắt với giờ chỉ luôn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tận dụng cái số chỉ đó nha. Đầu tiên mình sẽ lấy hết ra cái đã. Mình lấy chỉ ra chứ, nhầm. Tự nhiên lấy sắt ra làm gì không biết. Lấy chỉ ra. Bên đây mình có một mớ da nữa nè. Hy vọng chúng ta đủ để tạo 3 cái hoặc là 2 cái ba lô bự là được rồi. Quá ngon luôn. Rồi mình sẽ tạo trước mấy cái power leader nha các bạn. Da buộc chỉ. Rồi chúng ta bấm như vậy cho nó nhanh luôn. Quá ngon. Mình thiếu chỉ đúng không? Trong đây có nữa nè. Làm gì đâu mà thiếu. Quá chừng luôn nè. 38 cái da thuộc. Quá xịn. Ok, bây giờ để mình ra ngoài này. À, trước tiên để mình lấy mấy cái đây, Iron Disc. Mấy cái đế của quả cầu đó. Mình đã cho nó đập rất là nhiều nha các bạn. Rồi. Mình sẽ chia cái số da này ra để cho nó nấu cho lẹ nha. Chúng ta sẽ chia làm 4 nồi. À, 4 cái lò. Hay là 5 cái lò ta. Mình nghĩ là 5 cái lò nó nấu sẽ nhanh hơn. Chia như vậy luôn. Đây, rất là nhiều aluminum luôn nha các bạn. Lần trước đi may quá là giàu luôn. May là mình cũng đang thiếu mấy cái pole mà gặp được cái Abandoned Mineshaft đó nữa. Đây, ở đây mình đã tạo rất là nhiều cái quả cầu các bạn. Đây là chỉ là cái phần trên thôi. Đó. Phần dưới mình đang cho nó đập đồ thôi. Ở đây mình tạo thêm 24 đó, cái cây gậy sắt kết hợp với một mớ chỉ nữa. Chúng ta sẽ lấy thêm chỉ nha các bạn. Chỉ ở đâu đây? Đó, chỉ đây. Tạo luôn. 6 cái Iron Frame nha các bạn. Đây, ngon. Tạo 6 cái như này mới xịn chứ. 6 cái là chúng ta sẽ được 2 cái ba lô bự rồi đó. Đây. Còn bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nó nấu cái đã. Ây da, cái con Rattata này muốn kiếm chuyện với tôi nha. May nè con. Hiệu ứng skill cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Nó lan mấy vòng luôn. Đây, mình sẽ lấy mấy cây đây Tempeder. Đó, cái da cực kỳ cứng luôn nha các bạn. Để tạo được ba lô đó. Lượm hết, lượm hết. Mình sẽ đợi đến 28 cái da. Ây da. Tưởng nó bị mất tiêu chứ. Đây, đủ 28 cái rồi. Mình sẽ tạo. Đây, đây là mấy cái middle bắt bắt nha các bạn. Đây, đây là top bắt bắt piece. Mấy cái mảnh. Và cuối cùng là bottom bắt bắt piece. Xong luôn, quá xịn. Rồi, chúng ta sẽ tạo như thế này luôn. Được một cái ba lô bự nè. Đó, thêm một cái ba lô bự nữa là hai cái. Quá đã. Ở đây mình sẽ đi nhuộm màu cho mấy cái ba lô nha các bạn. Đâu, ngoài đây có màu không? Có mấy cây màu đỏ nè. Để mình tìm thêm mấy cây màu vàng nữa nha. Màu đỏ, màu vàng cho nó sặc sỡ. Ây da, đi ra ngoài này. Mình sẽ đi ra đây tìm màu nha các bạn. Bên đây mình thấy có rất là nhiều hoa ở bên đây nè. Đó. Bên đây, trước mặt rồi kìa. Quá là nhiều hoa luôn. Cây màu vàng đây rồi, quá xịn. Rồi, cây màu đỏ đây rồi. Chúng ta sẽ tạo luôn. Tạo ra bột màu. Còn bây giờ nhuộm màu cho nó. Bít bắt bắt màu đỏ. Đây là bít bắt bắt màu vàng. À, ngoài đây còn có một cái cây màu vàng nữa. Ồ, cái này ra màu trắng mà. Sao nó lại để cái màu vàng. Trời ơi, sao nó lầy quá vậy. Ok, và mình cũng đã tạo mấy cái quả cầu đó rất là nhiều trong khi offline luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái chỗ này. Nó có một cái wormhole. Đây là cái lỗ sâu nha các bạn. Có thể dẫn tới Ultra Space đó. Chúng ta có thể tạo cái lỗ này bằng cách dùng mấy con Lunala hoặc là Sun Galeo. Ngoài ra thì nó cũng spawn ở tự nhiên nữa. Nên cũng quá là tuyệt vời luôn. Ok, bước vào. Ây da, cái gì vậy? Mình đang ở đâu vậy? Trời, chúng ta đang ở trong cái hang các bạn ơi. Thôi ơi. Để mình đào chỗ đi lên đi. Chỗ này nó ghê quá. Chúng ta sẽ kiếm đường lên. Thì tập hôm nay
Nội dung chính thì chúng ta sẽ đi khám phá cái Ultra Space, thử nó có cái gì hot nha các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến thử thách phía bên dưới để ủng hộ mình làm tiếp nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì bên cạnh cái nút đăng ký kênh của mình nó có cái chuông á, các bạn cứ bấm vào đó để mà nhận thông báo mới nhất từ kênh nha. Còn bây giờ để mình đào đường đi lên cái đã. Ở trong đây thì chúng ta có thể bay nhảy như thế này, các bạn thấy không, mình bay rất là cao luôn, bay tầm 3 ô hay là 4 ô gì đó. chắc 3 ô chứ nhờ. Ây da, bay không tới. Đó, bay lên phát nữa luôn nè, xịn nhang. Đó, thế giới không trọng lực, Ultra Space, đặt cái này là bottle. Đó, có gì để trở về. Thì cách trở về nó cũng đơn giản thôi. Thì tập ở thế giới này chắc mình sẽ phiêu lưu nó tầm mấy tập đấy nha các bạn. Chúng ta sẽ đi qua đây xem thử có gì hot không. Nghe nói là có những quả Master Ball rồi nó sẽ ở trong mấy tòa tháp đó. Bên đây chúng ta thấy được một cái God Tower cũng như là Nether Fortress ở đây luôn nè. Mấy cái kiến trúc nó xuất hiện ở đây luôn. Đó, các bạn thấy không, mình bay nhảy quá sướng luôn. Phiu, quá đã luôn, trời ơi. Bay nhảy như này con như băng nữa. Đây mình sẽ lưu cái chỗ này là God Tower nha các bạn. Có mấy em ở trong đây luôn, sẵn mình vô thu phục luôn. Mấy con Pokemon như đây mình cũng chưa có nữa nè. Rồi, đi vô thu phục. Thì ở cái chỗ mình đây nè, thì cái game shark ấy nó không hoạt động nha các bạn. Các bạn thấy không, nó có cái master chest ở chỗ đó mà nó không hoạt động. Các bạn nhìn thấy trên game shark của mình nó chỉ cho biết cái biome đó là gì thôi. Quá chán luôn. Trời ơi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành thu phục em Hunter cái đã. Hunter này mày. Ui, thôi khó thu phục vậy. Tưởng xong rồi chứ. Tiếp tục là quả Liverpool nha. Trời ơi, mấy con này khó chịu quá vậy. Bên phải mình có một con Chandelure nữa kìa các bạn. Một em Hunter đã bị bắt rồi. Sẵn mình thu phục em Chandelure này luôn. Chandelure Waterball mày phát nè. Ây da. Mình bấm qua power nó không được. Còn Waterball thì nó quá mạnh. Trời ơi, con này ghê nha. Bấm qua power thì nó không đánh được, tại vì mấy con này nó mang hệ hồn đấy các bạn. Mình sẽ chờ một con Chandelure nữa. Trên đây có một con nữa nè. Rồi chúng ta sẽ cố gắng lên. Cái con Incineroar của mình nó đang rớt xuống kìa. Trời ơi, nó bay nhảy vô định luôn. Ủa các bạn thấy không, một lần tụi nó nhảy lên phát là nó bị thảy lên công trung ngay. Đó, chỗ này là không có lực hút đó các bạn. Ultra Space, quá tuyệt vời luôn. Ok, bắt cái con Chandelure này thôi. Quá khó ha. Liverpool tiếp nè. Có cần phải có gì không? Trời ơi, nó vẫn chưa chịu vô các bạn ơi. Tiếp tục là Liverpool nha. Hơi khó quá. Lại thêm một quả. Và lần này thì trời ơi, vẫn chưa thành công các bạn ơi. Khó nha, mình sẽ đổi qua con Manaphy đi. Cấp nó sẽ cao hơn. Chúng ta cấp cao nhưng mà vẫn bị đánh dữ vậy. Con này cấp 20 mấy thôi mà đánh mình kinh khủng vậy. Ui, đáng sợ thật chứ. Trời ơi, nó chưa chịu khuất phục mình luôn. Không chịu khuất phục tao hả mày. Và lần này thì có vẻ là thành công rồi đó. Trời ơi, ai ra cái con Hunter này sao lại kiếm chuyện với tôi nữa. Ui, cho mày một skill nha con. Cho mày chưa, để mình sẽ xuống mấy tầng ở dưới nha các bạn. Xuống dưới đây chúng ta sẽ gặp thêm mấy em Pokemon mình chưa có nữa. Ui, có con Hunter. Ui, nó kịp thách đấu mình rồi. Nhưng mà cũng chết thôi, cái con này cứ lì quá à. Con này mình chưa có nè. Mystery Verse lượm mày luôn nha con. Whipple. Ui, không thành công các bạn ơi. Con này khó nha. Chúng ta sẽ dùng quả Dust Ball thôi đi. Nhưng mà mình cảm giác trời nó chưa tối. Trời nó kiểu nửa tối nửa sáng. Mắc cười quá. Trời ơi,
Vậy là không dùng Dustborn được rồi. Chúng ta sẽ đổi vào con Menaphy này trước nè. Đổi vào Menaphy. Mình sẽ dùng luôn quả Dustborn tiếp tục. Nó nửa sáng nửa tối nè. Cái kiểu gì? Ơi trời nó sáng. Thôi ôi. Như bị lừa rồi. Mình sẽ qua những quả bon khác đi. Cho mà chừa cho con Liverpool. Hy vọng Liverpool có tác dụng. Thôi, còn khó ăn quá. Tamerborn đi. Không thì Tamerborn cũng được. Có gì đâu. Ui. Con này sao khó thu phục quá các bạn ơi. Mấy con trong đây nó bị gì vậy? Đã Pokemon nó khó xuất hiện rồi, huyền thoại cũng vậy. Thêm Pokemon lại khó thu phục nữa. Trời ơi. Game này nó đang try hack mình rất là nhiều đó các bạn. Rồi, tiếp tục là một quả Tamerborn nữa nha. Cố lên, cố lên. Yes. Phải như vậy chứ. Để mình xuống đây mình kiếm con Lampert nữa nha các bạn. Còn đó mình chưa có. Con này kiểu thích kiếm chuyện với tao quá vậy. Cho mày chết nha con. Bên này có gì không? Không có gì. Oh, Lampert nè. Tưởng nó ở ngoài. Nó ở trong nhà nãy giờ mình không thấy. Whipball phát trước đi. Đó, hy vọng là thành công nha. Đủ Whipball trước là được nha các bạn. Ok, phải như vậy chứ. Rồi bây giờ mình sẽ dùng em Swanna này để mà bay lên trên nha các bạn. Dùng những cái con bay này thì nó khá là nguy hiểm các bạn xem nè. Nó sẽ tự động nổi mình lên, đó. Nó sẽ bay mình tới vô hạn các bạn. Các bạn phải cẩn thận với mấy cái điều này. Nếu mà trong Ultra Base các bạn bay quá block thứ 250 thì các bạn sẽ bị mất máu, bị tụt máu dần dần á, ghê lắm. Hay. Dưới kia có một cái tòa Nether Fortress nè. Mình sẽ cùng đi khám phá với các bạn luôn nha. Coi thử có gì hot dưới đây. Nether Fortress. Nó xuất hiện hóa là hấp dẫn hen. Tưởng cái gì hot. Trên đây có gì không? Trên đây cũng không có gì luôn. Còn tầng trên nữa. Chúng ta sẽ đi qua mấy cái tầng. Ồ bên đây có một cái rương nè. Chui vô luôn. Đó. Ta-la. Trời ơi, chúng ta được hai viên kim cương nè. Và một tấm play nữa. Hình như play hệ lửa các bạn ơi. Quá là xịn luôn. Như vậy mới đã chứ. chỗ này mới có mấy cây bướu đi cục nè. Sẵn mình sẽ đào luôn. Đào cái cát linh hồn này về luôn. Đó, chúng ta sẽ đào hết. Cái sông sắt kia là mình tưởng cái con Wither Skeleton chứ. Định mệnh. Ghê thiệt chứ. Xong rồi. Vậy mới xịn. Ok. Mình sẽ tiến hành đi lên trên để có thử có gì hot trên đây không. Wow, trên đây còn một cái chest nữa. Cũng hai viên kim cương. Cũng đồ cho em hồi nãy luôn. Hết thời heo. Sao nó giống nhau vậy. Ok, thế là chúng ta đã có được 4 viên kim cương rồi. Quá xịn nha. Và chỗ này có một cái kiểu như là cái sàn đấu các bạn ơi. Nhìn nó rất là đẹp luôn nha. Thôi ôi hấp dẫn. Bên đây nó có một cái tòa. Đây là N-Tower nha các bạn. Tòa này nó sẽ xuất hiện ở dưới DN á. Và trong đây nó sẽ có thêm hai cái chest cho chúng ta. Thường thì một cái tòa này nó sẽ có cho mình ba cái chest, 2-3 cái rương. Đó, cái tòa như thế này nè. Và những món đồ các bạn thấy không. Efficiency 5, Fortune 3. Những món đồ là rất là xịn luôn. Toàn em trên maximum thôi mà nó cho vào đây hết luôn đó các bạn.
Ủa, mình có một cái rồi đó. Ok, bên đây lại là những cái tòa tháp này. Mình dùng cái con Swanna để bay lên một xíu thôi. Ây da, da. Trời ơi, bay không tới. Mình rất là sợ luôn. Tới đây nó không có kiểm soát tốc độ được. Căng lắm các bạn ơi. À, chúng ta lại tiếp tục bay bằng một Swanna nữa nè. Đó, nó sẽ tự nổi như vậy các bạn. Đau lòng thiệt. Ok, bữa đây lại là hai cái rương. Thôi ôi, cái này thì mình chưa có rồi. Thôi, mình sẽ đem hết về luôn. Ồ, cái này này có lời nguyền nữa nè. Ghê quá vậy. Ok, rất là nhiều món đồ luôn. Nó sẽ chặt về hết. Tí nữa mà đầy rương thì mình sẽ lọc ra sau nha các bạn. Đồ thì nhiều quá rồi. Quá chừng nhiều luôn. Ok, bên đây lại là một cái chỗ. Đây là cái nơi thứ hai trong cái tòa tháp này mà nó có thêm mấy cái chest nha các bạn. Rất là nhiều luôn. Thêm một cái Diamond Chestplate nữa. Quá xịn. Cái nón là mình xài cái nón bằng sắt thôi. Tôi đi ở bên bên đây thì quá là đã luôn rồi. Đồ đạc phải gọi là bao nhiêu, bao phơi. Ok, như vậy mới sướng chứ. Vậy đây có gì hết không? Hay mình tiến hành đi lên cái con thuyền luôn ta. Ok, chắc mình sẽ đi lên cái con thuyền luôn nha các bạn. Đây, con thuyền đầu rồng. Chúng ta có thể lấy cái đầu rồng từ cái con thuyền này nữa. Nó quá là đã luôn đó. Mình sẽ bay bay vòng vòng đi. Táp xuống chỗ này cho nó an toàn. Đó. Lại là mấy cái này nữa. Winston. Tôi bay lại gặp cái con này. Lúc nào cũng vậy. Đó, cứ chém chém nó cho nó chết đi. Mày mày nè con. Hồi hồi nó không rớt cái gì cả. Thêm một đôi cánh nữa nè. Chúng ta sẽ có thêm một vài cái vật phẩm bổ trợ nữa. Không có Master Ball các bạn ơi. Có vẻ là mình không được gặp may mắn cho lắm nha. Bên đây trời ơi cũng vậy luôn. Đó, độ giờ nó xịn hơn rồi đó. Trời ơi quá là nhiều đồ đồ kim cương không toàn là hàng xịn thôi. Bên đây mình lại gặp thêm một cái fairy shrine nữa các bạn ơi. Trời ơi, một cái đền của con chim lửa. Ở đây có rất là nhiều cái công trình nha, cũng như là Pokemon nữa các bạn. Nãy giờ thì mình chưa bắt cái con Pokemon nào. Chắc mình sẽ đáp xuống đây và tiến hành bắt thử mấy em đi. Tại Pokemon ở vùng Mesa thì mình vẫn chưa thu phục. Trời. Đặt tên chỗ này là Fairy Shrine nha các bạn. Fairy Shrine. Đó. Ok, phải cái phải ngon không? Để mình sẽ kiếm mấy em Pokemon ở vùng Mesa này. Ồ, vùng Mesa này thì có con nào ta? Có gì hết không? Ở đây đây, có con chim này mình chưa có nè. Ôi ôi, con chim còn bọc cái quả trứng ở phần dưới luôn kìa. Bọc cái quả trứng thay cái tả hả mày? Bắt mày luôn. Level 47, trời ơi, không thành vấn đề. Trước mặt mình nó có một cái wormhole nữa các bạn. Các bạn có thể bước vào cái cổng đó để mà trở về thế giới. Cũng như là nhảy xuống dưới. Và chúng ta sẽ trở về thế giới với Overworld luôn. Không sao cả. Đó. Rồi, Whitbon phát trước nha. Hy vọng con này nó dễ thu phục. Úi, thành công luôn. Hồ quá đã. Phải như vậy chứ. Một cái Wormhole. Wormhole, cái này mình không vào đâu. Ghê lắm. Chúng ta đang cảm thấy rất là hấp dẫn ở đây mà. Opagin hả? Paragon, con này là cấp 1, à, cấp 2 của Salamence. Cấp 2, cấp 1 ta? Cũng không nhớ nữa. Paragon. Lượm mày luôn như con. Ui, đúng là mấy cái con kiểu này nó khó thành công quá. Đặc biệt là Pokemon ở Mesa như mấy con Metan, Metarod với lại Feldam á. Nó khó thu phục hết cỡ luôn các bạn. Mình cũng đang dính sự nghi ngại vào những con ở Mesa luôn. Ui nó không thành công nè, chưa được một giây luôn.
khó quá nhàn. Khó quá nhàn. Cho mình một quả Liverpool đi con. Con Menafi này mà nó vẫn đốt được luôn hả? Con này nó ghê quá vậy. Phải thành công như vậy chứ. Bật cái heo phát nè. Chúng ta sẽ tiếp tục. Đây có con Sans Real. Con này mình chưa có. Mà con Sans Lat thì mình có rồi. Cứ Liverpool mà thẳng tiến thôi các bạn. Mới cấp 12 mà có gì đâu. Liverpool cho mày sợ nha con. Thêm một em bất mạnh nữa rồi. Bên đây, có một con Bargain nhỏ. Con Rattata ở đây đông quá ta. Bên đây còn gì hết nữa không? Còn con nào nữa không? Không còn thì mình đi nha. Trời ơi, hình như chỗ này là nó hết Pokemon mới lạ rồi. Ok, chúng ta sẽ tiến hành đi luôn nha các bạn. Mình sẽ đi qua cây Mesa kế bên. Đi qua cái Mesa kế bên thôi. Phiêu, hay quá, tuyệt vời luôn. qua đây là vùng river hả? Ôi sao ở đây nó nhiều một vùng hay quá vậy? Có gỗ nữa nè. Trời ơi. What the hell? Chỗ này nhiều cái lạ nha. Ủa cái này là cái gì vậy? Hình như cái này là đất sét màu đỏ bạn ơi. Trời ơi. Đúng là cái Razorback này nhìn nó đẹp hơn hẳn. Quá là tuyệt vời. Có em này. Em này như mình có rồi. Có rồi thì thôi, chúng ta sẽ không thu phục nó nữa. Đây. Có một ông training nè. Dứt ông luôn. Lyrin hả? Cho mày phát bubble beam như con. Ít 4 sát thương luôn đó. Chờ mày chết nha con. con Kling hả? Con này mình chưa có luôn. Con bánh răng lụm mày luôn nha con. Magneton hả? Ây da. Mày Magneton không? Ủa nó khá là mạnh các bạn ơi. Trời ơi, nó đánh bật cái con Manaphy của mình rồi. Giờ mình sẽ dùng Flamethrower. Cho mày sợ nha con. Phải như vậy chứ. Metan hả mày? Đó, lên cấp rất là đã luôn. Cái con này là cái con cấp 2 của con Ponia nha các bạn. Đây là Pit Shop. Cấp 1 của nó là Ponia đó. Đó. Lụm mày luôn nha con. Whipple. Cố lên, cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mày đi Whipple. Trời, vẫn chưa thành công các bạn ơi. Hơi khó. Pokeball. Ở đây mình sẽ spam Pokeball thật là nhiều. Tí thì mình sẽ dùng Thunderbolt để bắt cho nó lẹ. Chúng ta nên
Đó, phải thành công như vậy mới hay chứ. Quá xịn, quá xịn. Ok, giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cuộc phiêu lưu nha các bạn. Mấy con này mình có hết luôn. Ôi ôi. Bên đây, mình đang đấu nhau với em Snowbat các bạn ơi. Và giờ nó đang hồi máu xong nó ngủ mất tiêu rồi. Cái con mũi này. Con có cái mũi hồng này. Lụm mày luôn nha con. Lần này thì sao mà chạy thoát được nữa. Phải căng như vậy. Rattata boss hả? Lụm mày luôn nha boss. Tao lại sợ boss quá cơ. Mày boss hả mày? Nửa cây có đau không? Mày hả con? Ủa, để cho mình một cái Ray Candy nè. Cái này là quá là tuyệt luôn. Ủa, Pale Sprout. Pale Sprout. Lụm mày luôn nha con. Quá xịn. Ok, ngon như vậy chứ. Ồ, Cherupi. Hôm nay mình cũng chưa có. Cứ lượm nó thôi. Trời ơi. Sung sướng, sung sướng. Sung sướng. Ồ, nó được Rendence nè. Rendence mình sẽ thay bằng Acid Armor này nè. Rendence nó sẽ có tỷ lệ gọi mưa. Ồ, ở đây mình gặp được một em Bulbasaur, Ivysaur nè. Wow, cuối cùng thì mấy con khởi đầu nó cũng xuất hiện rồi nè. Ivysaur. Ây da, sao quăng nãy giờ không có vô hết vậy? Cho mà chừa những con. Hitbon. Đó. Sử dụng lẹ luôn. Cho nó hấp dẫn. Ui, ghê quá vậy. Khó ăn, khó ăn. Safari Bon thì sao? Safari Bon, hãy phát huy tác dụng đó đi. Mình cứ bao 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 liên tục thôi. Còn bọn này nó mỗi khi đánh nhau nó bay nhảy tùm lum hết đó các bạn. Thế giới vô định mà. Đó. Trời ơi, khó ăn quá, nó lại hồi thêm máu nữa rồi. Bao một phát nữa. Đừng hồi máu nữa nè. Nó vẫn hồi kìa. Chán thật. Quả này đi. Đây là quả Safari Ball nha các bạn. Trời ơi, vẫn không thành công là không thành công. Không hiểu, không hiểu luôn. Lần này thì Menafi. Menafi Tamo Ball nha con. Lần này cho tụi bay chết. Phải như vậy chứ. À da, cái con Numo này canh đánh tôi nãy giờ hả? Chơi mà canh kỳ quá vậy. Ngon. Quá xịn. À da, con đi Linh này mình chưa có các bạn ơi. Ôi, mình lỡ tay mình chơi nó, mình tiễn vong nó đi luôn rồi. Hình như đây là cái con. Đây đúng rồi, Jin Good. Con này mình cũng chưa có luôn. Level 5 hả? Quá là dễ cho mình rồi. Level 5 thì thu phục cái một thôi. Hóa gọn ha các bạn. Ở đây thêm nhiều Pokemon nữa nè. Con bự bự này mình chưa có. Con này là Urasin nha các bạn. Urasin. Trời ơi. Chơi một skill. Nó mạnh vậy. Flamethrower mà phát nè con. Ok, Flamethrower nó phát nữa đi. Vậy mới chất. Rồi. Tưởng thành công liền chứ. Nó lại bị bay nhảy nữa kìa. Mình dùng thử mấy quả Heavy Ball nha các bạn. Hy vọng cái con này nó thuộc trong mấy con có con nặng. Để chúng ta có thể dễ dàng mà chọn Ball cho thích hợp. Ultra Ball. Và lần này hồi ôi chưa thành công. Mình lại tưởng thành công rồi chứ. Cố lên nào. Trời ơi, khó nha, khó nha. Tiếp tục là Heavy Ball nha các bạn. Thank you.
bit luôn các bạn, ultra ball luôn các bạn. Hơi nhầm xíu, nhưng mà nó khá là xịn nha. Phải như vậy chứ. Đó, nói chung thì ai chơi cái seed của mình thì có thể qua cái tọa độ này ở bên Ultra Bay để mà kiếm Master Ball nha. Bên đây cũng vậy. Ok, tập hôm nay chắc đến đây thôi. Mình chỉ khám phá sơ cũng như là đi thu phục vài em Pokemon ở thế giới Ultra này thôi. Lên đây và chào tạm biệt các bạn thôi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Bye bye.